Chào bà con, chào bà con quay lại kênh Cuộc Sống Miền Tây. Hôm nay giới thiệu bà con một cái con máy xe cải tiến. Trời đất ơi, đang bị lúng nè bà con. Này vô mương cái gì chú? Vô mương hay vậy? Trời ơi, nhờ sao? Dạ. Trời đất ơi. Ôi. Ở đây cái dũng này vô lầy dữ trời. Trời lung cái bèn này, bèn này để sao cho bà con thì bị lúng rồi. Rồi bà con tham quan xem một chút xíu về con máy này nha bà con. Này chắc thì sao? Nó có cái đồ ben. Nếu mà con đi trước là phải quay tay. Này có đồ ben. Rồi nó lúng. Dữ thiệt. Vikino Make in Việt Nam RV325 mình lại
chán rồi.